hãy yêu nhau đi, khi giờ thầy là hãy yêu nhau đi, dòng nước đã trôi xa đưa trôi qua đêm đông này, chỉ nhớ ngày mai mong chờ ngày sẽ trên những lời gió mời, hãy yêu nhau cho gạch đá có tình vui, hãy kêu tên nhau trên gần dưới bay, dù mai nơi này người có xa người. Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ thực hành điệu văn trải âm với bài hát Hãy Yêu Nhau Đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đầu tiên chúng ta sẽ chuẩn bị hợp âm như sau. Hợp âm đô trưởng, hợp âm rê thứ, hợp âm son bảy bát nốt rê. Ở đây son bảy nốt rê thì chúng ta không cần phải bấm đầy đủ, mà chúng ta chỉ cần bấm một ngón một vào ngăn số 1, dây số 1, và chúng ta sẽ bát nốt rê. Hợp âm rê thăng điêm 7. Cách bấm rê thăng điêm 7 như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ ba rê ngăn 1, 4 giây, 1, 2, 3, 4. Bấm ngón 2, dây số 3 ngăn 2. Ngón 3, dây số 1 ngăn 2. Đây gọi là âm rê thăng điêm 7. Hợp âm mi thứ, hợp âm la thứ, hợp âm la 7, hợp âm rê 7, hợp âm son 7, hợp âm đô 7. Trong hợp âm đô 7, các bạn sẽ bấm hợp âm đô trưởng, sau đó chúng ta sẽ bấm ngón út hay là ngón số 4 vào nốt si dán nằm ở ngăn số 3, dây số 3. Tiếp theo là âm pha trưởng, cuối cùng là hợp âm pha thứ. Chúng ta sẽ bấm hợp âm pha trưởng, sau đó chúng ta sẽ bỏ ngón 2 ra, thì lúc đó chúng ta sẽ có hợp âm pha thứ. Trong bài Hãy Yêu Nhau Đi này, chúng ta sẽ có hai phần: phần tiểu khúc và phần điệp khúc. Phần tiểu khúc chia làm hai phần, lần 1, phần 2, lần 2. Ở lần 1, chúng ta sẽ đàn điệu văn rải âm cách số 1. Và ở phần tiểu khúc 2, chúng ta sẽ đàn điệu văn rải âm cách số 2. Qua phần 2 là phần điệp khúc, thì chúng ta sẽ đàn điệu văn rải âm cách số 3. Và sau khi chúng ta hát hết phần điệp khúc, thì chúng ta sẽ còn lại phần kết thúc. Thì phần kết thúc lại tương tự như là phần tiểu khúc 1 và 2. Ở đây chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn xác định phần tiểu khúc 1 và 2 như sau. Tiểu khúc 1 chúng ta sẽ hát từ Hãy Yêu Nhau Đi Khi Rừng Thay Lá cho đến Ngày Mai Mong Chờ Ngày Sẽ Thiên Thu. Sau đó chúng ta sẽ lặp lại. Lặp lại lần 2 thì chúng ta sẽ hát từ Hãy Ru Nhau Trên Những Lời Gió Mới cho đến Dù Mai Nơi Này Người Có Xa Người. Đó là chúng ta hết hai phần, lần 1 và lần 2 của phần 1. Sau đó chúng ta sẽ qua phần 2 là phần điệp khúc. Chúng ta sẽ bắt đầu từ Hãy Yêu Nhau Đi Quên Ngày U Tối cho đến Hãy Nhìn Vào Mặt Người Lần Cuối Trong Đời. Đó là hết phần điệp khúc. Sau đó chúng ta sẽ quay lại phần kết thúc. Thì ở phần kết thúc
chúng ta sẽ hát và đàn như là phần tiểu khúc mà tôi đã trình bày lúc đầu. Hướng dẫn phần tiểu khúc 1 và 2. Câu 1, lần 1. Hãy yêu nhau đi, khi rừng thay lá. Hãy yêu nhau đi, dòng nước đã trôi xa. Nước trôi qua tim, đông đầy trí nhớ. Ngày mai mong chờ, ngày sẽ thiên thu. Ở cuối của phần tiểu khúc 1, lần 1, chúng ta sẽ có 3 ô nhịp. Ô nhịp thứ nhất, khi chúng ta hát chữ thiên thu, chúng ta vẫn đàn điệu nhạc bình thường. Ô nhịp thứ hai cũng đàn điệu nhạc bình thường. Nhưng mà tới ô nhịp thứ ba thì chúng ta sẽ chạy nốt bass như sau: sò, la, si. Thì khi chúng ta bass tới nốt si, chúng ta sẽ hát lại chữ hãy và chúng ta sẽ quay lại lần thứ hai. Tôi sẽ lặp lại như sau: ngày mai mong chờ, ngày sẽ thiên thu. Hãy ru. Khi chúng ta hát tới hãy ru thì chúng ta đã qua phần tiểu khúc 2 và lần 2. Tôi lặp lại một lần nữa: ngày mai mong chờ, ngày sẽ thiên thu. Qua lần 2: hãy ru nhau trên những lời gió mới. Hãy yêu nhau cho gạch đá có tinh vui. Hãy kêu tên nhau trên gạch dưới vải. Dù mai nơi này người có xa người. Ở cuối của phần tiểu khúc 2 và chuẩn bị qua điệp khúc thì chúng ta cũng vậy, khi chúng ta hát tới chữ xa người thì ở trên ô nhịp đó sẽ có 3 ô nhịp. Ô nhịp thứ nhất chúng ta sẽ đàn đô trưởng, ô nhịp thứ hai cũng đàn đô trưởng, nhưng tới ô nhịp thứ ba chúng ta sẽ đổi qua âm đô 7. Và chúng ta chuẩn bị khi qua điệp khúc thì chúng ta sẽ chuẩn bị đổi điệu quan rải âm cách số 3. Hãy yêu nhau đi, quên ngày u tối. Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới, mặt đất đã cho ta những ngày vui với. Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời. Thì khi chúng ta hát hết phần điệp khúc lần cuối trong đời thì sẽ có 3 ô nhịp. Ô nhịp thứ nhất chúng ta vẫn đàn cách số 3 bình thường. Ô nhịp thứ hai giống như vậy, nhưng mà tới ô nhịp số 3 chúng ta sẽ đàn nốt bass: sò, la, si. Khi chúng ta đàn tới nốt si thì chúng ta sẽ hát chữ hãy và chúng ta sẽ quay lại phần kết thúc và chúng ta sẽ hát phần kết thúc giống như là phần tiểu khúc 1 và 2. Bây giờ tôi sẽ trình bày bài hát Hãy yêu nhau đi hết bài thành như sau. Hãy yêu nhau đi khi thấy là hãy yêu nhau đi, dòng nước đã trôi xa, nước trôi qua tim, đông đầy chỉ nhớ. Ngày mai mong chờ, ngày sẽ thiên thu. Hãy dù
Trịnh Công Sơn. Đến đây là hết. Thân ái chào các bạn.